sai lầm lớn nhất của các nhà đầu tư là họ thường không có một mục tiêu cụ thể, đơn giản là kiếm thật nhiều tiền. Chúng ta cần có một con số cụ thể hơn. Cái thứ hai là câu hỏi là tại sao các nhà đầu tư quá sợ rủi ro hoặc quá mạo hiểm. Bạn sẽ thấy có tách làm hai nhóm, có một số nhóm thì là đi ra đầu tư thì sợ quá, nhìn cái gì cũng sợ, không dám đầu tư, có nói nữa rồi nói mãi thì cũng chả dám mua cái gì. Nhóm thứ hai là quá mạo hiểm, toàn chơi tất tay thôi, được ăn cả ngã về không. Tôi ví dụ như là có những người có khi là đi làm cả đời, tích lũy được mấy tỷ, 2, 3 tỷ, 5 tỷ, 10 tỷ, thì đầu tư trượt tay một lần là thôi, là xác định luôn. Thường tách ra làm hai nhóm khá phổ biến, rất sợ rủi ro, không dám đầu tư cái gì cả. Và nhóm thứ hai thì rất là táo bạo, liều lĩnh mạo hiểm. Thì theo bạn thì nhóm nào thành công và nên làm thế nào trong trường hợp của mình? Chúng ta vào phần 7 nguyên tắc của đầu tư. Và cái này thì nó áp dụng cho cả bất động sản, cả chứng khoán và cả doanh nghiệp. Thế thì có một cái câu hỏi là sai lầm lớn nhất của các nhà đầu tư là gì? Sai lầm lớn nhất của các nhà đầu tư là gì? Rất nhiều nhà đầu tư khi mà họ đi đầu tư thì họ thường nghĩ là này, kiếm thật nhiều tiền, kiếm thật nhiều tiền. Tuy nhiên thì kiếm thật nhiều tiền thì nó không phải là một cái mục tiêu cụ thể. Mà ví dụ người ta nói như này, năm nay mục tiêu của tôi là kiếm 30% một năm, năm nay mục tiêu của tôi là nhân đôi tài khoản, mục tiêu của tôi là trong vòng 5 năm gấp 10 lần tài khoản. Thì như vậy là một cái mục tiêu nó rõ ràng và cụ thể. Và ở đây là người ta phải tính cái câu chuyện ở đây là tỷ suất lợi nhuận. Tỷ suất lợi nhuận thì ví dụ 30% một năm hay là 50% một năm trên vốn. Bạn thử hình dung là các cái quỹ đầu tư thì người ta cũng đặt những cái mục tiêu lợi nhuận ví dụ như là 15% lợi nhuận năm nay đấy, chứ không phải mục tiêu kiếm thật nhiều tiền. Thì tôi khuyến khích là cái đầu tiên, cái số 1 là bạn cần phải ghi vào là cái mục tiêu đầu tư của bạn. Mục tiêu của bạn khi mà quan tâm đến đầu tư bất động sản là gì? Mục tiêu của bạn là có thể là xây dựng một công ty bất động sản, hay là một sàn phân phối thành công, hay mục tiêu của bạn là trở thành một chủ đầu tư, hay mục tiêu của bạn là sở hữu một cái tòa nhà văn phòng, hay mục tiêu của bạn là sở hữu một cái khách sạn, hay mục tiêu của bạn là có một cái dòng tiền thu nhập thụ động một tháng 50 triệu hay là 500 triệu đồng từ cái việc kinh doanh bất động sản trong năm nay, hoặc là mục tiêu trong vòng 5 năm. Thì bạn nên có một cái mục tiêu cụ thể. Vì thế mà tôi khuyến khích bạn là ghi cái số 1, cái 7 trong 7 nguyên tắc của đầu tư. Thì tức là bạn cần có cái một cái mục tiêu cụ thể, một cái mục tiêu cụ thể, và nó nên là nó đo đếm được bằng các con số. Đấy. Nếu bạn có 5 watt một hao thì càng tốt. Ở đâu? Bạn sẽ hoàn thành cái mục tiêu đó ở đâu? Thứ hai, cái gì? Bạn sẽ đầu tư hay là bạn sở hữu cái loại gì, hay bạn làm cái gì? Bạn làm văn phòng bất động sản, bạn làm sàn phân phối bất động sản, bạn làm thuê cho thuê lại. Đấy. Ngày xưa lúc tôi làm thuê cho thuê lại, tôi đặt mục tiêu là 500 phòng. Lúc mà tôi làm bất động sản, tôi đặt mục tiêu là tôi sẽ làm những cái dự án quy mô khoảng vài trăm tài sản trở lên, có thể là phân phối, có thể là đầu tư thứ cấp. Khi mà tôi đặt mục tiêu là tôi sẽ phải trở thành chủ đầu tư, thì hiện nay tôi bắt đầu triển khai những dự án khoảng 3 hectare và 89 hectare. Đấy. Ví dụ một cái dự án 3 hectare ở Đồng Nai, một dự án 89 hectare là cách Hà Nội khoảng 50 phút đi lại. Đấy. Thì câu chuyện ở đây là chúng ta cần phải có cái mục tiêu cụ thể. Ví dụ như mục tiêu của tôi khi đi ngày trước tôi đầu tư chứng khoán nó không thành công. Thế thì ví dụ như là tôi vẫn hay kể mọi người là hồi đấy, hồi đầu khởi sự tôi có 300 triệu. Sau đó tôi đi đầu tư mà tôi biến nó thành 30 triệu, tức là tôi làm mất 90%. Nhưng mà tôi vẫn đặt mục tiêu là đến một ngày nào đó tôi sẽ sở hữu một công ty ở trên sàn chứng khoán. Thì bây giờ là tôi sở hữu công ty trên sàn chứng khoán rồi, và tôi là sở hữu 6-7% cổ phần của công ty đó. Thế và trong tuần tới thì chúng tôi có tiến hành là thay thế tổng giám đốc và kế toán trưởng để tiếp quản lại toàn bộ công ty. Đấy. Thì bố tôi sẽ bố trí một cái bạn tên là Đức và làm tổng giám đốc của công ty. Thì tôi khuyến khích bạn là tôi không biết là cái mục tiêu của bạn lớn thế nào. Nhưng mà để mà đi, tức là ví dụ mình đang ở Việt Nam, mình đặt mục tiêu là mình phải đến Mỹ, mình đặt mục tiêu là mình phải đến, tôi ví dụ như là bạn ở Việt Nam, bạn đặt mục tiêu phải đến Singapore, bạn đặt mục tiêu là phải đến Hàn Quốc, thì thực ra có rất nhiều cách
có thể là bạn đi bằng máy bay, có thể là bạn đi đường thủy, cũng có thể là bạn đi đường bộ. Có rất là nhiều cách để đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, bạn sẽ chỉ ở mãi mãi ở Việt Nam nếu bạn không thiết lập mục tiêu. Đấy. Rồi, thì cái đầu tiên thì tôi muốn trả lời với bạn là sai lầm lớn nhất của các nhà đầu tư là họ thường không có một mục tiêu cụ thể. Đơn giản là kiếm thật nhiều tiền, chúng ta cần có một con số cụ thể hơn. Cái thứ hai là câu hỏi là tại sao các nhà đầu tư quá sợ rủi ro hoặc quá mạo hiểm. Bạn sẽ thấy có tách làm hai nhóm, có một số nhóm thì là đi ra đầu tư thì sợ quá, nhìn cái gì cũng sợ, không dám đầu tư, có nói nữa rồi nói mãi thì cũng chả dám mua cái gì. Nhóm thứ hai là quá mạo hiểm, toàn chơi tất tay thôi, được ăn cả ngã về không. Tôi ví dụ như là có những người có khi là đi làm cả đời tích lũy được mấy tỷ, 2-3 tỷ, 5 tỷ, 10 tỷ, thì đầu tư trượt tay một lần là thôi, là xác định luôn. Thường tách ra làm hai nhóm khá phổ biến, rất sợ rủi ro, không dám đầu tư cái gì cả. Và nhóm thứ hai thì rất là táo bạo, liều lĩnh mạo hiểm. Thì theo bạn thì nhóm nào thành công và nên làm thế nào trong trường hợp của mình? Ok, thì cái câu trả lời ở đây của chúng ta ấy, là bạn phải biết cơ cấu vốn. Cơ cấu vốn tức là gì? Thường nó tách ra là 3 phần: an toàn, tăng trưởng và mạo hiểm. Thì ví dụ trong túi mình đang có 10 đồng thì mình không thể phang hết 10 đồng vào mạo hiểm được. Một số bạn sai lầm, thường là lúc nào cũng có bao nhiêu tiền, thường đánh tất tay luôn, đánh tất tay 10 đồng luôn. Thì nếu mà có trục trặc gì xảy ra thì bạn hết sạch tiền. Đấy. Cái sai lầm thứ hai là bạn đánh quá an toàn. Ví dụ bạn chỉ gửi ngân hàng thôi, bạn đi mua một căn hộ chung cư để lấy tiền cho thuê. Thuê cho thuê thì nó cũng tăng giá. Đôi khi có những nhiều vị trí, một số căn hộ chung cư cũng tăng giá, và nhiều căn hộ chung cư nhiều nơi thì mua xong thì bị giảm giá. Tuy nhiên là hàng tháng lấy 10 triệu, 20 triệu tiền cho thuê thì rất là an toàn. Thì thường những trường hợp an toàn như thế thường nó không có đột phá. Như vậy là bạn cần biết cơ cấu vốn, bạn tách ra làm an toàn, tăng trưởng và mạo hiểm. Mình có 10 đồng thì mấy đồng của mình sẽ vào mạo hiểm theo kiểu là mất thì thôi. Đấy. Và mấy đồng của mình thì sẽ là vào phần tăng trưởng đều, tức là mình biết là mua nó sẽ tăng giá đều, nó rất là ok. Đấy. Rồi, thì chúng ta có khái niệm là cơ cấu vốn. Thế tôi ví dụ như này, tôi có một cái chị học viên. Thì chị này, chị có bao nhiêu tiền là chị toàn đi ra mua đất ở xa thôi. Mua rất là nhiều miếng đất ở xa, có đầu tư tất tay. Thì chị là gần như là luôn luôn là thỉnh thoảng có vài vụ trúng lớn, chị lại kiếm được tiền, chị lại đầu tư tiếp. Thế và một cái vụ thì sau khi mà mua xong, bây giờ thì bán không bán được, mắc kẹt lại. Thì tức là người ta hầu như là người ta luôn là đầu tư tất tay, rất là mạo hiểm. Và một số khác thì không biết cơ cấu vốn. Và bài học ở đây, nếu bạn có một đồng, một số bạn của em chỉ có một đồng thôi, thì em đầu tư vào đâu? Thì câu trả lời đơn giản thôi. Nó không giống như bỏ trứng vào nhiều giỏ đâu. Mà bạn làm gì có nhiều trứng thế, bạn chỉ có một quả trứng thôi. Thì một quả trứng chỉ bỏ một giỏ thôi. Bạn tập trung làm cái gì? Bạn đang tập trung vào cái gì? Đấy, bạn làm một thứ thôi. Đặc biệt với những bạn khởi nghiệp, thậm chí làm 4, 5, 10 cái luôn, thì bạn tập trung vào một thứ sở trường thôi. Đấy. Ví dụ như cá nhân tôi chẳng hạn, thì tôi có thể có một số nhiều hoạt động, nhưng mà thường tôi chỉ có hoạt động, một là liên quan đến bất động sản. Đấy. Hai là dạy học. Thì đây là hai hoạt động thôi, có đầu tư bất động sản, có phân phối bất động sản, có đầu tư thứ cấp, có lập dự án, có phân phối độc quyền, có mua sỉ bán lẻ. Nhưng mà nói chung là nó là bất động sản, có mua cho thuê. Thì ví dụ một cái tài sản mua xây lên khoảng 12 tỷ cho thuê được 100 triệu một tháng, hay là mua 10 tỷ rưỡi cho thuê 80 triệu, hay là có cái tài sản, ví dụ có một cái biệt thự biển tôi mua và bây giờ đang là vất không trả cho thuê gì cả, đúng một năm ra đấy được khoảng độ tầm 2-3 lần. Thế thì nhiều khi là mình có những cái tài sản mình thích mua, nhưng mà thực ra mình không dùng mấy. Thế mà tôi đang phải deal lại với lại cả cái chủ đầu tư của cả cái khu đấy, là tôi để tôi phân phối lại toàn bộ, chứ không thì ở đấy sẽ không được giá.
thì mình tự mình làm thị trường luôn toàn bộ cái khu vực, toàn bộ cái dự án đấy luôn. Thì ở đây như vậy chúng ta học tư duy thứ nhất là bạn đi đầu tư bạn phải có mục tiêu. Mình có một cái mục tiêu là cụ thể, rõ ràng bằng các con số, bằng 5 what, 1 how, what, when, cái gì, bạn làm cái đầu tư cái gì. Đấy, khi nào thì bạn sẽ được đạt được cái thành quả bạn muốn. Bạn đầu tư ở đâu? Bạn đầu tư với ai? Who? Hay là bạn sẽ trở thành ai khi mà đi làm về đầu tư, kinh doanh bất động sản? Đấy. Why, how, chiến lược đi của bạn như nào? Rồi. Và cái tư duy thứ nhất là mục tiêu. Tư duy thứ hai, cơ cấu vốn. Bạn phải biết phân bổ đầu tư. Đấy. Vậy chúng ta sang cái tư duy thứ ba. Đấy, cái tư duy thứ ba này rất là hay. Và tôi đảm bảo có hàng vạn người, hàng triệu người đi đầu tư bất động sản không bao giờ kiếm được tiền, không bao giờ kiếm được nhiều tiền nếu mà không biết tư duy này. Thế thì bạn nào mà muốn biết tư duy này thì bạn bình luận ở xuống phía dưới ấy, là em muốn biết tư duy này, hoặc là tôi. Đấy, bạn nào mà muốn biết tư duy này rất là hay. Đọc lại câu hỏi này. Vì sao nhiều người đầu tư không bao giờ lãi nhiều? Đấy. Nhiều người đầu tư tại sao không lãi nhiều? Đấy. Thì bạn nào muốn biết thì bạn có thể bình luận xuống phía dưới. Tôi. Đấy. Cái việc công ty ở đây, câu chuyện là như này. Thực tế là không phải câu chuyện là vốn hóa bao nhiêu mà mình sẽ làm gì. Đấy. Thì ví dụ một số anh em thì người ta thường ghép các cái tài sản vào. Đấy. Ghép các cái tài sản vào ngay cái dự án mà khoảng 270 hectare mà tôi triển khai, thì cái chị chủ đầu tư chị cũng muốn là ghép vào, tức là ví dụ đưa vào trong cái công ty, thì cái giá trị của dự án của chị đang hiện nay là khoảng 2.000 tỷ, và cái giá trị công ty ở đây là người ta muốn là trong câu chuyện này là người ta muốn là người ta sẽ làm một cái kênh để người ta tiến hành gọi vốn, còn người ta không nặng về câu chuyện là về doanh đầu tư doanh nghiệp, đầu tư cổ phần chứng khoán hay là đầu tư bất động sản. Đấy. Mà người ta muốn là có một cái kênh để người ta gọi vốn, và nó chỉ là một cái công cụ thôi. Đấy. Ok, thế chúng ta vừa đi qua hai tư duy rồi. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ sang cái tư duy tiếp theo. Tư duy thứ ba là tại sao nhiều người đi đầu tư không lãi nhiều. Đấy. Thì ở đây bạn ghi xuống ở cái tư duy đầu tư thứ ba là tôi chia sẻ bạn một câu chuyện trước. Tôi có một chị học viên, thì chị này chị là học viên mà tôi kèm cặp coaching, thì mua miếng đất khoảng 900 triệu. Thế sau đó thì cái miếng đất này tăng lên thành là 9 tỷ. Thì từ 900 triệu mà thành 9 tỷ là trong vòng là 3 năm. Đấy, trong vòng 3 năm. Thì bạn nên hiểu câu chuyện ở đây là gấp 10 lần. Nhưng mà để đạt được gấp 10 lần như thế thì cái thời gian nó phải đủ dài. Ví dụ nó khoảng độ 3 năm. 3 năm để một cái tài sản mà nó có cái sự tăng trưởng. Tôi ví dụ một cái tài sản trước đây chúng tôi mua ở Đồng Nai, Nhân Trạch, thì nó khoảng độ 15 tỷ, và để tăng lên thành 4-5 tỷ nó cũng mất khoảng độ 3 năm rưỡi. Đấy. Thì bài học ở đây là gì? Là nhiều nhà đầu tư ấy, thì họ chỉ lướt sóng thôi, họ mua vào rồi họ bán ra ngay trong vòng 1 tháng 2 tháng nên họ không lãi nhiều. Đấy. Thì nếu bạn muốn có cái thành công lớn thì với một số tài sản bạn nên đầu tư nó có tính chất dài hạn hơn. Đấy. Ok, thì bài học nhắc lại là tư duy đầu tư thứ ba là đầu tư dài hạn. Đấy lý do tại sao mà những cái tỷ phú đô la trên thế giới khi mà họ nói về đầu tư thì họ thường khuyến khích là đầu tư dài hạn. Đấy. Mình mua những cái tài sản và đôi khi cái thời gian nó đủ dài 2 năm, 3 năm, 5 năm thì nó nhảy vọt hơn. Đấy. Còn thường một số bạn thì bạn mua vào xong 2-3 tháng bạn bán luôn thì cái lãi đôi khi nó rất là mỏng, hoặc là bạn đôi khi là bạn nó không được tăng như kỳ vọng của bạn. Thì các bạn ghi cái tư duy thứ ba, chúng ta ôn bài một tí. Tư duy thứ nhất của chúng ta là bạn nên thiết lập mục tiêu. Đấy, tư duy thứ hai là cơ cấu vốn. Đấy, và cái tư duy thứ ba ở đây là đầu tư dài hạn với một số loại tài sản. Bạn nào mà mình thấy là ba tư duy này bạn cũng có một số cái ý tưởng thì bạn comment xuống là tôi, tức là bạn cũng nhặt được một số ý tưởng từ ba cái tư duy này, thì bạn hãy comment xuống phía dưới là tôi. Thì tôi rất là muốn là tương tác và muốn biết là các bạn cũng đang nghe, đang học cái video, và có thể là mình nhận được một số cái ý tưởng, mình kiếm được tiền cho mình.
Đấy, thì điều đó rất là tốt. Ok, xin chào Quốc Huy, xin chào Nguyễn Trường Tùng, xin chào Nguyễn Thanh Tuấn. Ok, xin chào bạn Duy Đạt và xin chào Đỗ Ánh Hiền. À, về cái câu chuyện vừa nãy thì tôi có một lưu ý là về đầu tư dài hạn, nhưng mà bạn phải là đúng loại. Tôi ví dụ đôi khi có một bạn, bạn ấy mua một cái căn hộ chung cư, thế bạn bảo em mua ngày xưa nó 2 tỷ, thế chờ 5 năm rồi, bây giờ nó thành 1.8 tỷ. Thế thì bạn phải lưu ý là đầu tư dài hạn nhưng mà phải là đúng loại, chứ không phải là có nhiều loại thì đôi khi nó lại bị giảm giá. Đấy, ưu tiên dài hạn nhưng mà phải là bạn phải kiên nhẫn đúng loại. À, có một cái tư duy thứ tư là tôi không dám ra quyết định để đầu tư, có cơ sở nào để ra quyết định đầu tư hay không? À, bạn nào cũng đang có cái câu hỏi kiểu như vậy. Ví dụ đôi khi bạn nghe thấy một cơ hội nhưng mà bạn không băn khoăn là không biết là có nên đầu tư hay không. Đấy, thì bạn nào mà cũng có câu hỏi như thế, bạn có thể comment xuống phía dưới và là em hoặc là tôi. Đấy, tức là mình phát hiện một cơ hội nhưng mình băn khoăn là không biết là có nên đầu tư hay không. Rồi, thì bây giờ tôi muốn chia sẻ với bạn là một cái ví dụ, một cái trường hợp. À, tức là như này, với một số loại tài sản ấy thì đôi khi là như này, đặt cọc 100 triệu, tôi ví dụ cái tài sản đấy khoảng 1.5 tỷ đi. Thì là đặt cọc 100 triệu. Nhưng mà thực ra ấy, là cái tài sản đấy giá thị trường nó tầm 2 tỷ, mà 1.5 tỷ như vậy là mình mua được rẻ hơn 500. Thì tôi có những bạn học viên ấy, thì thực ra vốn không có, thì ban đầu là vào đặt cọc 100 triệu mua cái tài sản đấy. Trong hợp đồng đặt cọc thì nó đã có ghi rõ về điều khoản phạt rồi, mà nó không phạt giống như điều kiện thông thường, không phải là chỉ là một, không chỉ là một đền một, mà có thể đền hơn rất nhiều lần. Thế thì khi mà đặt cọc 100 triệu và sau đó có khách vào mua thì bán lại luôn là 1.9 tỷ, thì lãi được 400 triệu. Thì như vậy là đặt 100 và lời được 400. Đấy. Có những trường hợp có những bạn thì có khi là đặt ít tiền hơn, đặt 20 triệu, đặt 50 triệu. Thế và sau đó thì cũng bán chênh. Cái kinh nghiệm mà trước đây là rất là nhiều bạn học viên của tôi mà triển khai mua ở những cái nơi đất nền. Thế thì đất của dân, đất thổ cư thì làm được cái phương án đấy, bởi vì gần đấy nó có một cái dự án nó triển khai, thì khi mà dự án nó triển khai thì giá cả nó tăng lên rất nhiều. Cái cơ sở để ra quyết định đầu tư là gì? Đấy. Thì thực tế ở đây là nó có một công thức ở đây là nó tính lợi nhuận trên rủi ro. Đấy. Lợi nhuận trên rủi ro. À, ví dụ trước khi vào cái thương vụ đấy thì người ta tính là như này, nếu mà mình rủi ro thì mình mất 50 triệu đồng. Tuy nhiên nếu thành công thì mình sẽ được 500 triệu đồng. Ví dụ như thế. Thế thì khả năng chấp nhận rủi ro. À, ví dụ nếu mình mất thì mình mất 1 đồng. Mình thành công thì mình được 10 đồng. Thì mình có làm không? Đấy. Và có những thương vụ có thể nói thì một số bạn mình cũng chưa hình dung, chưa tin được, nhưng mà ví dụ có những thương vụ thực ra mới đặt cọc 1 đồng, đôi khi lợi nhuận có thể thành 20 đồng. Tức là mình mới đặt cọc có 50, 100, 200 mà mình bán chênh được là 2 tỷ hoặc 5 tỷ. Ví dụ bạn đặt cọc 100 mà bạn bán chênh được 2 tỷ thì 100 triệu mà thành 2 tỷ, tức là một thả 1 đồng và thu về là 20 đồng. Thì ở đây ấy, nếu thành công người ta tính toán được, nếu tôi mất tiền, tôi thất bại thì tôi mất 1 đồng. Nếu tôi thành công tôi được 20 đồng thì vụ đấy có xứng đáng để làm hay không? Đấy. Và câu trả lời ở đây là với rất nhiều người thì người ta ok khi người ta tính toán được tính lợi nhuận trên rủi ro. Đấy. Nếu thành công được 20 đồng, nếu chết 1 đồng không sao cả. Đấy. Và người ta có thể làm khoảng 5-7 vụ như thế, chỉ cần người ta trúng được 1-2 thương vụ thôi là người ta đã rất thành công, kiếm nhiều tiền rồi. Tôi chia sẻ bạn một cái câu chuyện, một anh học viên chuyên sâu của tôi học lớp bất động sản. Thì ngay trong lớp học, khi mà tôi hướng dẫn cho anh ấy, thì anh ấy được một người môi giới gọi điện thoại và báo cho một cái cơ hội. Và tôi vẫn nhớ anh ấy, anh ấy không có đi xem luôn, mà anh ấy chuyển khoản luôn, chuyển khoản 50 triệu cho cái bạn môi giới đấy, để bạn môi giới đấy cầm tiền đi đặt cọc luôn. Thì tại sao? Lý do là mình tính toán được bài toán là nếu mất thì mình mất bao nhiêu.
và đấy là rủi ro, nếu được mình được bao nhiêu và đấy là lợi nhuận. Sai lầm của mọi người thường là gì? Thì câu trả lời là đôi khi mọi người thường vào những thương vụ nếu chết thì chết 10 đồng và nếu được thì được 1 đồng. Đấy. Một số người khác thì có thể là chỉ nhìn thấy là rủi ro thôi, chỉ nhìn thấy một biến thôi, rủi ro mình không dám làm gì cả. Thế một số người khác sai lầm là gì? Chỉ nhìn thấy lợi nhuận thôi, nó bảo nó cam kết, ví dụ công ty bất động sản Alibaba họ cam kết với bạn là 3% một tháng, 36% một năm. Thế thì nhiều người thì chỉ nhìn thấy lợi nhuận mà người ta không nhìn thấy rủi ro. Thì cái sai lầm ở đây là chỉ nhìn thấy một trong hai vế của phương trình. Đấy. Và cái câu trả lời đúng ở đây là bạn cần nhìn thấy cả phần lợi nhuận và cả phần rủi ro. Bạn nên đặt câu hỏi nếu thành công thì mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền, và nếu rủi ro thì mình kiếm được bao nhiêu tiền. Thì đấy là một cơ sở để bạn ra quyết định là có nên đầu tư hay không. Đấy. Và với cái số tiền rủi ro mà chết mất như thế thì liệu mình có tham gia không? Thì đôi khi là cái số tiền đấy, ví dụ trong túi của bạn có 100 đồng, nếu chết 1 đồng thôi thì chuyện đấy là rất bình thường, và trong cuộc đời của bạn, bạn sẽ phải thử nghiệm nhiều lần như thế. Rồi thì tôi vừa chia sẻ với bạn là một cái cơ sở để ra quyết định đầu tư là gì. Thì người ta sử dụng cái biến số là tính lợi nhuận chia cho rủi ro. Ok, thế thì các bạn hãy ghi cái điều đó xuống. Còn tất nhiên sau này ví dụ bạn cần học gì ở Nick, nếu mà bạn có cơ hội thì tôi khuyến khích bạn là phải đầu tư. Tôi nhắc nhiều lần rồi, không phải đầu tư bất động sản, bạn phải đầu tư cái này trước. Thì bạn học cái gì? Bạn học 10 kỹ thuật đặt cọc bán chênh. Đôi khi bạn chưa biết cái kỹ thuật đấy là gì, 10 kỹ thuật đặt cọc bán chênh, mới đi đặt cọc thôi sang tay người khác được luôn. Bạn cần học cái gì? Bạn có thể cần phải học cái mình đã đặt cọc rồi thì làm thế nào marketing và bán tài sản cho thật là nhanh. Đấy. Thì tôi khuyến khích bạn, nếu bạn có dịp bạn có thể đi đăng ký đi học cái lớp chuyên sâu về đầu tư của Nick. Cái lớp đấy thì giá trị của nó khoảng độ 150 và cái học phí thì nó khoảng trên dưới 80 triệu, khoảng 79 triệu. Đấy. Thì tôi khuyến khích bạn là mình nên đi học, chứ mình ở nhà mình không bao giờ nghĩ ra được một cái lớp học 4 ngày, mỗi ngày 10 giờ và bạn học khoảng 40 giờ. Thì tôi khẳng định là bạn ngồi nhà ngồi nữa bạn cũng không sao bao giờ mình nghĩ được, vì rất nhiều kinh nghiệm thì đã được hệ thống hóa rồi, và những cái điều mà bạn đang nghĩ có thể người khác người ta làm rồi. Thế thì bạn đang thiếu cái gì? Bạn thiếu vốn thì bạn phải đi vào môi trường những cái người người ta có nhiều vốn hơn. Ở trong lớp học ví dụ gần đây có rất là nhiều bạn, tôi hiện nay đang hướng dẫn, tôi thấy là những cái đối tượng khá là phổ biến, một là các anh chị chủ doanh nghiệp. Gần đây ví dụ tôi hướng dẫn một anh trong lớp học, anh ấy là công ty của anh ấy là về tôn cách nhiệt. Cái công ty đấy là giá trị khoảng độ tầm 50 triệu đô. Và anh ấy chia sẻ là một cái thương vụ anh đi đầu tư thì anh bị làm mất 30 tỷ đồng. Và đấy là lý do tại sao mà anh ấy tham dự tất cả lớp học của tôi, nói đến là đi học luôn. Và vào trong lớp học thì anh ta cảm thấy bảo là rất là tiếc, bởi vì là không biết những cái kiến thức này sớm. Đấy. Anh ấy là thương hiệu là Tôn Cách Nhiệt Phương Nam. Hay một cái chị mà công ty trên sàn chứng khoán thì cũng là lại có một nhu cầu khác, ví dụ như là cái chị mà chủ công ty giấy Hoàng Hà Paper thì cũng có công ty trên sàn. Thì chị này chị mới đi học để làm gì? Thì thực tế là để lập cái dự án thôi, lập cái dự án. Có những cái miếng đất thì chưa biết cách lập dự án bất động sản. Đấy. Thì đấy là cái nhu cầu của một số anh chị là chủ doanh nghiệp. Thì ví dụ bạn là người cần tiền, thiếu vốn thì bạn phải di chuyển vào những môi trường mà có những người người ta nhiều vốn hơn. Đấy. Cái thứ hai, đôi khi bạn cần thiếu gì? Bạn thiếu đối tác. Bạn cần phải vào môi trường, bạn gặp gỡ những cái con người hợp tác với mình. Trong lớp học tôi ví dụ như là gần đây thì có một cái bạn này, bạn ấy là cũng hợp tác với mấy anh em học viên trong lớp. Thì bạn ấy cũng con một cái chủ đầu tư. Bên Nick thì hiện nay có khá nhiều bạn học viên là con của một số đại gia. Tôi ví dụ như là con của Địa ốc Kim Oanh này, con của tập đoàn Delta này, con của chủ đầu tư ví dụ như công ty bất động sản Thăng Long này, vân vân. Thì mọi người tức là có điều kiện hoặc là thì cũng rất là ham học, vẫn rất là ham học. Thì đôi khi bạn cần cái gì? Bạn cần tiền, bạn phải gặp những người có tiền. Đấy, bạn cần bạn thiếu người, tức là mình đã có mình cũng có một ít vốn rồi, mình có đội nhóm rồi, thì mình phải gặp những người cùng cái sóng với mình, cùng cái nền tảng tư duy với mình. Bạn có thể có nhiều đội nhóm ở bên ngoài nhưng mà họ đôi khi là không bao giờ thành công, bởi vì đội nhóm nó không cùng tư duy, không cùng tầm nhìn và không cùng nền tảng kiến thức. Đấy.
Ok bạn khoa về hotline nhé. Hotline các bạn ghi cái số hotline để hỏi tư vấn là 0964 515356 hoặc là 0979 515358. Thì các bạn hỏi thì các bạn có thể được tư vấn. Thì một số bạn mà mình chưa đi học lớp cơ bản của Nick ấy, thì bạn nên đi học lớp cơ bản 3 ngày thì bạn nhận được rất nhiều. Bạn nào đi học rồi đi học lại. Tôi ví dụ như là học về tư duy về đầu tư nguồn lực, tư duy về đầu tư về bất động sản, về đầu tư về chứng khoán và phát triển doanh nghiệp. Đấy. Bạn Nguyễn Đức Thành chia sẻ là sau lớp học của thầy Tiến em đã đi vay và làm hai quả đầu tay. Đấy, cảm ơn thầy Tiến nhiều. Ok, rất là tốt. Thế thì bạn kiếm được tiền. Đấy là coi như là đấy là cái sự thành công của Nick rồi. Rồi, bây giờ chúng ta đi tiếp sang cái phần tư duy thứ năm. Thế thì một cái tiêu chí để ra quyết định đầu tư là gì? Một tiêu chí. Thế thì đây là một tiêu chí để ra quyết định đầu tư. Tại sao lại mua đất thổ cư? Trong cái trường hợp này thì lại mua đất thổ cư. Đấy. Tại sao trong trường hợp này lại đi đầu tư bất động sản dự án? Tại sao trong trường hợp này thì lại không đầu tư ở cái miếng đất này ở thị trường nước ngoài? Tại sao lại là tự mua một miếng đất rồi là tách thửa, tách sổ ra, hay tự mua miếng đất rồi tự lập dự án? Thì tôi xin chia sẻ với bạn một cái câu chuyện là về trường hợp là gọi là mất tiền vì thiếu hiểu biết. Thế thì tôi có một cái người quen, thì anh này thì anh ấy đi mua một cái, được giới thiệu một cái cơ hội đầu tư, một cơ hội đầu tư ở thị trường nước ngoài, một cái căn hộ mua ở nước ngoài. Sau khi mua xong thì người ta có cam kết nói là dòng tiền nó được cũng được 10-12% một năm. Đấy. Thì anh ấy mua, tuy nhiên là khi anh ta mua cái chủ đầu tư này thì cuối cùng họ lại không thi công, chủ đầu tư ở nước ngoài họ không thi công, không triển khai. Thế anh này anh ấy cứ phải kiện cáo, thì anh ấy phải bay ra nước ngoài, anh ấy kiện cáo kiến nghị và đi đi lại lại tốn rất là nhiều chi phí. Thế và cũng không xử lý được. Thế thì đấy là một bài học, tức là gì, khi đầu tư thì một cái nguyên tắc số 5 ở đây là tính kiểm soát. Thì tính kiểm soát là gì? Đấy, thì bạn ghi xuống tính kiểm soát, tức là cái khả năng quản trị rủi ro. Cái số 5 nguyên tắc của chúng ta ở đây là quản trị rủi ro. Ví dụ mình rất là thích một miếng đất rồi, mình vào mình đặt cọc, tuy nhiên nếu nó xảy ra tranh chấp quy hoạch thì sao, thì mình có quản trị rủi ro hay không? Đấy, thì cái hợp đồng đặt cọc đấy chúng ta nên sử dụng là những cái câu từ gì? Ví dụ như là trong hợp đồng bạn phải ghi là nếu xảy ra quy hoạch tranh chấp thì phải trả lại tiền như thế nào, ví dụ như thế. Hay ví dụ giả sử tôi đi mua sỉ của một chủ đầu tư, thế tôi đặt tiền vào, ví dụ như là chủ đầu tư có khoảng độ là 1.000 lô, thì tôi mua 100 lô. Thì ví dụ tôi đặt tiền vào, chủ đầu tư bảo đấy mình mua đi 100 lô tôi bán cho mình, thế tôi phải hỏi chủ đầu tư là nếu tôi đưa tiền cho ông 100 lô, cái tiền đấy ông không đi làm hạ tầng, không làm tiếp cảnh quan, thì tôi biết làm như thế nào? Làm thế nào tôi có thể kiểm soát được việc đó? Làm thế nào để tôi có thể quản trị được tình huống rủi ro đó? Đấy. Thì người ta nghĩ ra rất nhiều hình thức để người ta có thể kiểm soát nhau. Khi tôi chuyển tiền cho ông chủ đầu tư đó, đấy, thì đôi khi là phải có cái việc bảo lãnh của bên ngân hàng. Thì đấy là một gợi ý. Thì bài học ở đây là sai lầm của nhiều người khi đi đầu tư, họ không có biết khái niệm quản trị rủi ro. Đấy. Tôi ví dụ mua một cái, bạn mở một cái nhà hàng, thế thì tuy nhiên vừa mở được một tháng thì nhà hàng cháy luôn, tổng số tiền bạn đã đầu tư 5 tỷ đồng, bạn mất hết 5 tỷ đồng luôn. Thì nhiều người họ không có khái niệm là quản trị rủi ro, tức là bạn phải mua cái bảo hiểm phòng cháy chữa cháy cho cái nhà hàng đấy. Thì tương tự như thế, bạn đi ra ngoài đầu tư, tôi đã gặp rất nhiều người rồi, đi mua cái tài sản 3 tỷ, 5 tỷ, 10 tỷ nhưng mà mình lại không chịu học hỏi, không chịu tham khảo ý kiến chuyên gia, thì bản thân cái việc đi học chưa chắc mình đã dùng kiến thức đấy, nhưng đó là mua bảo hiểm cho đầu tư. Đấy. Thì lúc vào việc bạn có thể gọi điện thoại hỏi cái người chuyên gia, người ta dạy cho bạn ấy, tình huống này em nên xử lý như thế nào. Đấy. Tình huống này
đến bây giờ đến như thế này rồi thì bước tiếp theo nên làm gì? Đấy, thì người ta gọi là mua bảo hiểm cho đầu tư và bạn phải quản trị với rủi ro. Tôi đã đi mua lại cổ phần của một cái dự án 27 hecta, thế thì tôi cũng làm như vậy. Khi tôi thanh toán tiền thì tôi phải có những cái điều khoản trong hợp đồng đề phòng tình huống xấu, ví dụ nếu tôi không đủ tiền thanh toán tiếp thì nó sẽ như thế nào, thì những cái điều khoản trong hợp đồng đấy được gọi là quản trị rủi ro. Thì bạn hãy ghi vào là khi bạn đi đầu tư bạn luôn phải tính câu chuyện là làm thế nào để kiểm soát cao hơn. Thì ví dụ trong cái câu chuyện mà mua cái bất động sản ở nước ngoài và mua một miếng đất ở trong nước thì nhiều người ta sẽ ưu tiên là nếu mà mua miếng nước ngoài để tiêu dùng thì không bàn, nhưng nếu mà để đầu tư tôi có thể tôi ưu tiên miếng đất mà tôi mua ở trong nước hơn, sổ đỏ tôi cầm tay, tôi làm được rất nhiều việc, nếu cần tôi có thể xây nhà lên tôi cho thuê hoặc tôi bán nó đi đấy, hoặc là tôi cần tiền tôi thế chấp ngân hàng. Mua cái miếng đất của cái người nước ngoài kia thì nhiều trường hợp là tôi phải, nếu mà họ không xây tiếp họ trục trặc thì tôi phải bay sang đấy giải quyết rất là lằng nhằng, hoặc là trong nhiều trường hợp ví dụ tôi bay sang tôi bảo họ là anh cố gắng anh xây tiếp hộ em cái thì chưa chắc là họ đã xây. Cái tiếp theo là ví dụ như là giả sử cái tài sản đấy mà có hoàn thành xong mà họ không có người quản lý đứng ra để mà gọi là quản lý tài sản thì tôi lại phải cho thuê tài sản đấy ở nước ngoài thì rất là khó khăn cho tôi. Đấy. Thì đôi khi người ta đầu tư thì người ta sẽ xem cái tính kiểm soát của mình đối với cái tài sản đấy. Đấy cũng là lý do tại sao mà giữa Forex và bất động sản thì tôi sẽ yêu thích làm bất động sản hơn, bởi vì bất động sản cho tôi cái tính kiểm soát nó cao hơn. Giữa việc là đầu tư chứng khoán hay là xây một công ty rồi đưa lên sàn thì nhiều người người ta có thể là sẽ người ta sẽ ưu tiên là cái việc là xây dựng một công ty cổ phần hóa và đưa lên sàn. Tất nhiên cái việc xây một công ty cổ phần hóa đưa lên sàn thì nó khó khăn hơn. Đấy. Rồi thì bạn lưu ý cái tư duy thứ năm là tính kiểm soát hay là quản trị rủi ro. Đấy. Ok, thế bây giờ bạn nào, chúng ta còn hai tư duy nữa, bạn nào muốn học tiếp thì bạn hãy comment xuống phía dưới là tôi. Đấy. Nếu bạn muốn học tiếp, muốn nghe tiếp hai cái tư duy tiếp theo này rất hay thì bạn hãy comment xuống phía dưới. Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp sang tư duy thứ 6. Thì tôi nhắc lại là Nick thì thường là về các cái lớp học chỉ có hai lớp học mà mọi người hay học, là một là lớp môi giới, đấy, hai là lớp đầu tư. Đấy, hai lớp mọi người hay học. Thì lớp môi giới thì ít tiền hơn, khoảng độ 29-30 triệu, lớp đầu tư thì nó khoảng độ 79-80 triệu. Đấy. Thì tôi khuyến khích bạn nếu mà mình chưa có điều kiện vốn thì mình thôi mình đi học lớp cơ bản của Nick thôi, mình học lớp 3 ngày thì có cả cái vé miễn phí ấy, cho bạn đi học thì mình ngồi học mình nghe được cái gì, mình nhặt được ý tưởng gì, mình kiếm tiền thì mình cứ cứ, cứ học thôi. Rồi là mình có thể, hoặc mình nên ngồi đầu, mua những cái vé khoảng độ 2 triệu, 1 triệu 300 nghìn ngồi đầu, học cho tập trung và ngồi với những cái người đẳng cấp hơn mình, ngồi những cái người mà họ có điều kiện tài chính hơn. Thì đi học thì khuyến khích là nên ngồi trên đầu ấy. Những cái người mà giàu người ta thường mua cái vé VIP ngồi trên, có nước uống, có tài liệu, được tặng sách, rồi là có cái bàn viết cho nó không bị mỏi. Thì mình không nên chủ quan, đi học ai cũng phải đi học hết, bản thân tôi cũng phải là tôi đi học. Tôi thuê chuyên gia tôi giả, có người tôi giả một cái buổi ngồi cà phê với nhau tôi giả 50 triệu tôi cũng phải học mà, chứ không phải là tôi đã biết hết đâu. Thế thì bạn cũng như thế, bạn tại sao bạn lại không đi học, tại sao bạn lại 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 nghĩ là mình biết hết rồi đấy. Và nếu mà bạn biết hết rồi, bạn đúng rồi thì tại sao bạn lại chưa thành công, bạn lại không có thành quả đấy. Thì nếu bạn mà đúng hết rồi thì có thể là bạn phải thành công hơn chứ. Thì nếu mà bạn chưa thành công thì có thể là bạn đang phải có cái điều gì đó bạn chưa biết và chưa hiểu. Thì tôi gặp rất là nhiều người cái gì họ cũng bảo biết hết nhưng mà họ chả kiếm được tiền, rất là bảo thủ, cái gì cũng bảo tôi biết rồi. Thì tôi khuyến khích bạn là mình đừng rơi vào cái trường hợp đấy, mình ham học hỏi, cứ cái người nào có cái gì hay mình đi học hết, mình tham gia. Rồi, thế bây giờ chúng ta đi tiếp nhé. Có một cái chiến lược mà các cái tỷ phú đô la sử dụng, và những người mà bạn muốn trở thành triệu phú đô la, bạn muốn kiếm một vài triệu đô có thể học cái chiến lược này. Thì đây là một cái chiến lược rất là quan trọng, và ở cái lớp cơ bản tôi cũng đã từng nhắc đến một lần. Thì đây tôi nhắc lại là chiến lược của các tỷ phú đô la. Đấy. Thì cái tư duy của tỷ phú thì người thường bạn học theo rồi mình áp dụng mình cũng có thể kiếm được một vài triệu đô.
Và tỷ phú đôi khi người ta có những cái tư duy rất khác, không giống như một số cuốn sách mà mình đọc. Đấy. Thế thì có thể một số bạn bạn có thể tư duy là mình muốn kiếm vài triệu đô thì mình phải học tư duy của bọn tỷ phú. Đấy. Thế thì cái tư duy, một trong những cái chiến lược quan trọng, cái tư duy quan trọng của họ là gì? Thì xin chia sẻ với bạn, bản thân tôi đã từng trải nghiệm với việc là khi mà đi giao dịch thì tài sản càng lớn thì cái việc mà biên độ chênh lệch càng lớn. Tôi ví dụ tài sản, tôi ví dụ giao dịch một cái tài sản là mua vào 160 tỷ, nó bao gồm 200 lô đất và bán ra được 210, tức là lãi được 50 tỷ. Thì khi bạn mua bạn cái số tiền càng lớn thì bạn đàm phán nó lại là cái chênh lệch rất lớn. Tôi ví dụ có những người mà ví dụ cái dự án của họ đáng nhẽ nó phải tầm 100 tỷ, nhưng bởi vì thời điểm họ rất là cần tiền, họ chấp nhận bán và họ lỗ. Thực ra thì cũng không lỗ vì ngày xưa họ mua vào rẻ hơn như thế. Ví dụ ngày xưa họ mua vào 30-40 tỷ, bây giờ lên giá trị nó phải 100 tỷ, nhưng thị trường nó bị chậm lại và họ rất khó khăn, họ bán 60 tỷ. Thì từ 100 xuống 60 tỷ là bạn phải hiểu là đã chênh lệch là 40 tỷ so với thị trường. Thì tại sao mà họ lại chấp nhận lại cắt sâu như thế? Thì lý do bởi vì cái số người mà có 60 tỷ đấy là không có nhiều. Thì ở đây cái chiến lược mà bạn sẽ thấy là các cái tỷ phú, tuy nhiên một số người 60 tỷ họ cũng không đủ, thì họ làm cách nào? Thì câu trả lời là họ thương thảo. Họ thương thảo. Và cái tư duy số 6 ở đây tôi khuyến khích bạn ghi xuống, là bạn hãy ghi xuống là đây là tư duy các tỷ phú đô la. Rất nhiều người đã làm cái kiểu này rồi. Đấy là kiếm tiền khi mua. Tức là mua rẻ, tóm lại mua thật rẻ. Nghe thì có vẻ rất là đơn giản, nhưng không phải. Nhiều người thì 10 đồng không phải ai mua được 6 đồng. Đấy, bạn nên hiểu câu chuyện đấy như thế. Và tài sản giá trị mà càng lớn thì cái chênh lệch càng nhiều. Thì cái số 6 ở đây bạn có thể ghi là mua rẻ hay là kiếm tiền khi mua. Và tôi nhắc lại, đây là tư duy của các tỷ phú đô la. Đấy. Thế mình học cái tư duy của họ, có thể là mình kiếm được vài triệu đô. Một số bạn mà bạn có thể mua hai cuốn sách mà tôi có viết, là một cuốn tên là Nghĩ Khác tập 1 để khởi nghiệp và kiếm tiền hiệu quả. Và quyển Nghĩ Khác tập 2 5 bước để trở thành đa triệu phú. Thì hai cái cuốn này nếu mà bạn muốn mua đọc thì bạn truy cập vào website là sachnghikhac.com. Thì bạn có thể là xem. Đấy, bạn nào đã đọc quyển nào rồi, tập 1 hay tập 2 thì bạn hãy comment xuống tôi biết được không ạ? Ví dụ bạn comment là tập 1 hay comment là tập 2. Đấy. Rồi, tóm lại cái tư duy số 6 mà bạn được chia sẻ ở đây là kiếm tiền khi mua. Rồi, trước khi sang tư duy thứ 7 thì tôi muốn chia sẻ với bạn một cái trường hợp, một cái câu chuyện. Tôi có một cái bạn học viên. Thế thì ngày xưa khởi nghiệp là trắng tinh luôn, không biết cái gì, ở trên núi xuống. Thế thì bắt đầu tôi mới kèm cặp hướng dẫn cho về làm thuê nhà cho thuê lại. Đấy. Thuê nhà cho thuê lại rồi bắt đầu thì nó làm được khoảng độ tầm 4-5 cái nhà, mỗi tháng lãi được 20-30 triệu. Thì tôi bảo là 20-30 triệu thì cũng chả giàu được, nhưng mà nó đủ tồn tại, bởi vì ngày xưa thu nhập của nó chỉ có 4-5 triệu đồng thôi. Thế nhưng mà thu nhập từ 4-5 triệu lên đến 20-30 triệu đã là một cái thành công lớn rồi. Và sau đấy tôi bảo thôi bây giờ đi học việc tiếp đi, học việc tiếp về làm bất động sản mua bán, chứ làm thuê cho thuê lại thì nó cũng chỉ là một trình độ thôi. Thì đi học tiếp, và sau đó thì bảo học tiếp đi, sau tôi hướng dẫn tiếp cho về gọi vốn. Một cái trường hợp khác mà tôi kèm cặp mà tôi hướng dẫn cho mở cái văn phòng bất động sản, ngày xưa thì cũng làm Samsung Thái Nguyên. Thế thì lương nó được khoảng 20 triệu. Thế tôi mới kèm cặp cho nó mở cái văn phòng bất động sản, hướng dẫn cho là thì đi mua bán khách hàng nào, thì đặt cọc bán chênh như thế nào, làm marketing như thế nào. Thì khoảng 4 tháng thì bắt đầu nó kiếm được khoảng 1 tỷ đồng. Đấy. Tuy nhiên là rất đáng tiếc là sau đấy thì nó lại không kiên định với nghề bất động sản. Thì nó đi sang làm mấy cái ngành khác, là chứng khoán, là Forex, nhưng cuối cùng nó cũng không đạt được cái thành công. Thế thì một số bạn, ví dụ bạn đã chọn được cái bất động sản thì tại sao lại là tôi có tỷ lệ học viên thành công cao? Thì tôi xin chia sẻ bạn một cái bí quyết mà rất ít người biết. Họ cứ lang thang đi khắp nơi, họ không bao giờ họ thành công được. Đấy. Thì bao nhiêu bạn muốn biết cái bí quyết này? Làm bất kể ngành nghề gì. Đấy. Cái bí quyết này là cái bí quyết rất nhiều người quên. Đấy. Có nhiều người thất bại rất nhiều rồi, mãi không thành công.
Nếu bạn nào muốn biết cái bí quyết này thì bạn bình luận xuống phía dưới. Cái bí quyết này rất là hay mà tôi đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Thế thì nhiều bạn vẫn vẫn không có nhắc đi nhắc lại nhiều lần lắm, nhưng mà các bạn ấy, nhiều bạn là vẫn vẫn không nhớ cái bí quyết này, cái nguyên tắc quan trọng này. Thế bạn nào mà mình muốn biết bí quyết này thì bạn bình luận xuống dưới, hoặc bạn ấn like hoặc là ấn thả tim để tôi biết là bạn vẫn đang theo dõi. Rồi, ok, thì bạn hãy ghi cái bí quyết này xuống. Nó là cái từ khóa là như này: tại sao các bạn làm quản lý cho thuê thành công, tại sao bạn cái bạn làm văn phòng môi giới thành công, tại sao cái anh mua đất phân lô bán thành công đấy, thì tại sao nhiều người đi làm bất động sản lung tung không thành công. Thế thì ở đây câu trả lời là như này, là bạn phải định hình rõ từ khóa là như này này: mô hình kinh doanh. Cái từ của chúng ta có 4 từ: mô hình kinh doanh. Mô hình kinh doanh là gì? Là ví dụ tôi hướng dẫn cho bạn một cái mô hình này thì bạn nên làm theo đúng mô hình đấy. Đây là quản lý cho thuê, đây là mở văn phòng bất động sản, thì bạn phải làm theo đúng mô hình như thế. Thì có nhiều mô hình nó chứng minh được cái sự ưu việt rồi, và nhờ bám theo mô hình đấy mà người ta mới thành công. Đấy. Tôi ví dụ như là ở đây tôi ví dụ như là gần đây tôi có mua cái tôi có tham gia là giám đốc chiến lược của bên công ty môi giới số 1 nước Mỹ, mà người ta bán nhượng quyền ở Việt Nam, cái thương hiệu Keller Williams. Thế thì Keller Williams mua nhượng quyền, Keller Williams Việt Nam mua nhượng quyền của Keller Williams của thế giới. Thì Keller Williams là một cái đơn vị mà nó doanh thu tiền phí hoa hồng nó khoảng 10 tỷ đô một năm, phí hoa hồng chứ không phải doanh số bán nhà, thì 10 tỷ đô một năm, và nó là top 500 những công ty lớn nhất thế giới. Thì Keller Williams Việt Nam mua nhượng quyền của Keller Williams, bản chất ở đây là gì? Nó là sao chép một mô hình kinh doanh đã được kiểm chứng, chứ nó không phải nó sáng tạo ra cái mới. Đấy. Thì tương tự như thế, tại sao bạn mãi không thành công? Bởi vì ấy, có thể bạn đi học một số khóa tư duy, kỹ năng gì tôi không biết, nhưng bạn cần phải học một cái mô hình, một cái nghề, bạn được người ta hướng dẫn cho cái mô hình kinh doanh. Nó đã được kiểm chứng là thành công rồi, rất nhiều người làm thành công rồi, cứ 10 người làm 6, 7, 8 người thành công. Còn nếu mà bạn chỉ học về tư duy, làm giàu, bạn không thành công được. Rất nhiều trường hợp nhờ làm công cụ một thời gian là bắt đầu có tư duy, có kỹ năng. Đấy. Thì câu hỏi là bạn đang theo đuổi mô hình nào, và nó có định hình rõ ràng mô hình kinh doanh hay không, hay bạn đang tự sáng tạo theo ý mình. Đấy. Thì tôi ví dụ như câu chuyện của Keller Williams Việt Nam mua nhượng quyền về, thì tôi hiện nay đang là giám đốc chiến lược của bên Keller Williams Việt Nam. Thì Keller Williams là thương hiệu số 1 thế giới về môi giới bất động sản, cái phí hoa hồng 10 tỷ đô la. Và bạn phải hiểu ở đây là khi mà mình hợp tác với họ, mình được là họ hướng dẫn về cái nhượng quyền đấy, là gần như là nó có khoảng 700 bài đào tạo. Nó có 700 bài đào tạo, tất cả quy trình, tất cả những gì mà bạn nghĩ nó làm hết rồi. Nên là tôi mới bảo với các bạn học viên của tôi ấy, là bạn đi học, tôi không phải là tôi chỉ dạy cho bạn tư duy kỹ năng, mà tôi dạy cho bạn một cái mô hình kinh doanh để bạn bắt chước làm theo, thì cái khả năng thành công của bạn nó mới cao. Nhưng mà nhiều người thì bạn tự mày mò sáng tạo thì bạn hay bị gặp sai lầm, mất tiền. Rồi, mô hình gì? Văn phòng bất động sản được, sàn bất động sản được. Mô hình gì? Phân lô bán nền, lập dự án đầu tư phân lô bán nền. Hiện nay nhiều nơi đang bị khó khăn, thì các bạn lưu ý nhé, là nhiều nơi hiện nay không tách được thửa đâu. Thế nên là các bạn mà mua mà có mà không ra được sổ có thể bị gặp này, một số người mua xong không tách được này. Đấy. Thì bạn cẩn thận, các bạn nên cẩn thận. Đầu tư bất động sản nó rất là rủi ro, chứ nó không phải hoàn toàn là dễ kiếm tiền, và đôi khi một cái sai lầm, một cái rủi ro có thể mất rất nhiều tiền. Nên là hiện nay bình thường như một học viên tôi hướng dẫn về điều tra tài sản là nó phải học, nó được trang bị khoảng độ tầm 20, tầm khoảng 20 cái kỹ thuật để phòng tránh rủi ro. Bây giờ chúng ta vào cái tư duy cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay, đó là câu hỏi là như này: làm thế nào vốn thì ít mà lợi nhuận thì lại cao. Đấy. Ít vốn mà lại muốn lợi nhuận cao. Đấy. Thì bạn ghi xuống dưới, làm thế nào ít vốn mà lại muốn lợi nhuận cao.
Đấy, bạn nào muốn biết cái câu trả lời không ạ? Thế bạn nào muốn biết thì comment xuống phía dưới, hoặc là like, hoặc là thả tim. Thế thì tôi sẽ rất là vui, bởi vì là tôi biết là bạn vẫn đang theo dõi, vẫn đang nghe rõ. Đấy. Ở đây ấy, thì cái câu chuyện là như này. Đây là cái câu hỏi mà rất là nhiều người họ đặt câu hỏi nhưng họ không có suy nghĩ đâu. Làm nào vốn ít lợi nhuận cao nhỉ? Thế tôi ví dụ đi mua một cái nhà 5 tỷ, thế bán được 6 tỷ thì tính ra là mình lời được khoảng 1 tỷ. Thì 1 tỷ của mình trên 5 tỷ là mình được khoảng 20% trên vốn. Thì thực ra vụ đấy đã rất là ngon rồi. Tuy nhiên nếu 5 tỷ đấy bạn không có đủ 5 tỷ mà bạn chỉ thanh toán có 2 tỷ thôi, 3 tỷ còn lại là bạn vay ngân hàng hoặc bạn đòn bẩy, thì về mặt bản chất mua vào 5 tỷ bán ra 6 tỷ thì lãi được 1 tỷ, vẫn lãi được 1 tỷ. Nhưng ở đây số tiền tôi thanh toán ban đầu chỉ có 2 tỷ, thì thanh toán 2 tỷ lãi được 1 tỷ, trừ đi tiền lãi vay ngân hàng, trừ đi tiền phạt trả trước hạn, thì ví dụ tôi vẫn còn được khoảng 40% trong vòng 3 đến 6 tháng. Chính vì thế trong nhiều trường hợp người ta đòn bẩy thì tỷ suất lợi nhuận cao hơn. Đấy là lý do tại sao khi đi đầu tư của dự án, như cái chủ đầu tư hiện nay đây, tôi đang làm việc thì chị giao cho tôi độc quyền 270 hectare. Thì ở đây là tôi khuyến khích chị ấy là cho nhà đầu tư người ta thanh toán tiến độ 3 tháng 6 tháng, ngoài cái tiến độ mà chị ấy hay áp dụng là 7 ngày ra. Thì 3 tháng 6 tháng thì nhà đầu tư người ta thanh toán theo tiến độ, người ta bỏ ít tiền, người ta không phải bỏ hết tiền ra. Và khi người ta có lời thì người ta thấy là người ta bỏ ra một ít tiền mà người ta thu được, tức là tiền thì người ta cảm thấy rất là hài lòng. Còn chị cho người ta thanh toán theo tiến độ dài, nhưng mà có thể cái tiền, cái giá bán mình nhỉnh hơn một chút, người ta cũng chấp nhận. Đấy. Thì cái tư duy số 7 ở đây các bạn ghi xuống là bạn phải đòn bẩy thì tỷ suất lợi nhuận nó mới cao. Thì bạn cứ nhớ câu chuyện mua 5 tỷ bán 6 tỷ lãi 1 tỷ thì là được 20%. Nhưng nếu bạn chỉ bỏ ra 2 tỷ thôi, thì cái chuyện này thực ra là có những trường hợp mà chúng tôi khi bán dự án, chúng tôi cũng biết rất rõ, chúng tôi đặt có 100 triệu một lô, thì chúng tôi bán cái lô đấy chênh được 400 triệu, thì chúng tôi cũng là đòn bẩy, không thanh toán hết tiền đấy. Thì thay vì không, mình không mua một lô, ví dụ một mình thả ra 2 tỷ thì mình đặt cọc được 20 lô đấy. Thì đấy là cái đặc điểm là vốn ít là lợi nhuận nó cao. Tuy nhiên là trường hợp này thì mình phải có kỹ năng một chút về phần tổ chức, về phân phối, marketing, bán hàng nó tốt đấy. Ok, thì tôi xin tóm tắt lại 7 cái tư duy mà hôm nay các bạn đã học. 7 cái tư duy đấy là gì? Đi đầu tư ấy, thì bây giờ chúng ta ôn bài tí. Bạn ghi xuống nhé, 7 tư duy đầu tư của chúng ta là: một là bạn phải có mục tiêu đầu tư hay là kinh doanh bất động sản, mình có mục tiêu của mình là gì. Đấy, tôi vẫn nhớ một cái câu chuyện một cái chị cái mục tiêu là xây một cái có một sở hữu một cái khách sạn 50 phòng. Thì tôi không bao quên được cái chị ấy. Thế mà cuối cùng thì chị cũng hoàn thành mục tiêu, mà cái thời điểm mà chị chia sẻ cái đây khoảng 3 năm, tôi thấy chị ấy là cũng không phải là một người quá là nhanh nhẹn. Thế nên là đôi khi thì người ta chỉ cần xác định được cái điểm B, họ đang ở điểm A, họ cần di chuyển đến cái điểm B, họ cũng không biết là đến cái điểm B bằng cách nào. Thế nhưng khi họ xác lập mục tiêu là phải đến điểm B thì có rất nhiều cách để đi đến điểm B. Đấy. Giống như là mình từ Hà Nội, từ Sài Gòn, từ Việt Nam, mình muốn đi sang Singapore, mình có thể đi bằng máy bay. Đấy. Mình có thể một số trường hợp mình đi bằng tàu, ví dụ thế, thì chỉ khi nào bạn thiết lập mục tiêu. Cái thứ hai ở đây là cái tư duy mà một là mục tiêu, tư duy thứ hai cơ cấu vốn. Đấy. Tư duy thứ ba là trong trường hợp ưu tiên dài hạn. Tư duy thứ tư, cơ sở ra quyết định, một cái cơ sở ra quyết định đầu tư là lợi nhuận trên rủi ro. Tư duy thứ năm, đầu tư hay không đầu tư thì nó còn do là quản trị rủi ro và tính kiểm soát của mình đối với tài sản. Tư duy thứ sáu, tư duy các tỷ phú la, kiếm tiền khi mua, mua rẻ, mua thật rẻ. Tư duy số 7, đòn bẩy. Ở đây bạn thấy là nhiều người họ rất là thành công rồi nhưng họ vẫn rất là ham học, chứ mình không có cái tư duy là những cái đứa đi học thì thường là không có tiền nên là không biết. Không phải, rất nhiều người thành công họ rất ham học, họ học bằng rất nhiều cách khác nhau, họ thuê chuyên gia tư vấn một một, họ thuê người kèm cặp,
họ đi học các cái hội thảo và họ phát triển cá nhân. Đấy. Thế thì tôi khuyến khích bạn là mình luôn phải có một cái tinh thần ham học, mình không chủ quan, không cho là mình đã biết rồi. Đấy. Thì đấy là cái mà cái tinh thần của mình, và mình phải tinh thần là bằng mọi giá là mình sẽ làm được, người khác làm được mình cũng có thể sẽ làm được. Đấy. Thì tôi khuyến khích bạn là mình phải có niềm tin vào bản thân. Nhiều người thì họ thường là không tin tưởng vào bản thân, có thấy người ta thường là phải thấy người ta mới tin. Nhưng mà ví dụ bạn chưa giàu có, bạn chưa thành công thì bạn phải tin trước đã, bạn phải tin tưởng vào bản thân, tin rồi mới thấy. Mình phải tin đấy, mình phải tin vào bản thân mình. Thì tôi chúc các bạn là qua cái buổi chia sẻ này, qua cái buổi học ngày hôm nay, thì có một cái niềm tin lớn vào bản thân, tin tưởng vào bản thân mình là người khác làm được mình cũng có thể sẽ làm được. Và mình chỉ cần có cái tinh thần ham học hỏi, mình có một cái ý chí mạnh mẽ, và mình đi xây dựng những cái mối quan hệ mới, những với những cái con người mới, mình tham gia vào những cái cộng đồng chất lượng. Thì tôi ví dụ như cái cộng đồng như bên Nick này, cộng đồng khoảng độ tầm 1.000, gần 1.000 bạn, thì là học viên Nick ba miền, thì đi tỉnh nào cũng có người quen hết. Đấy. Đi tỉnh nào cũng có người quen. Và cộng đồng này ví dụ bạn được kết nối lớp trưởng miền Bắc, lớp trưởng toàn quốc, thì bạn có thể lấy số điện thoại của bất kỳ ai, đi tỉnh nào bạn có thể gọi đến đấy. Rồi là bạn cần cái việc gì bạn hỏi, có người tư vấn cho bạn là nên làm nào. Thì rất là tiếc nhiều bạn thì mình chưa có những tham gia vào những cái cộng đồng chất lượng như thế. Thì ví dụ như bên Nick thì tất cả những bài học viên chuyên sâu chúng tôi là vào trong mối cộng đồng Zalo. Thì mở rộng mối quan hệ, mình không chỉ học từ thầy, mình học từ những cái người đồng đội, đội nhóm với mình. Thì chúng ta thường cần phải ba cái, mối quan hệ là một phần, nhưng phải có kiến thức, và chúng ta phải có tiền. Tiền ở đây không có thì phải làm gì? Thì câu trả lời phải gọi vốn. Thế ba cái này có cần thiết không? Mối quan hệ, kiến thức, tiền. Thế tôi ví dụ bạn đi làm pháp lý bất động sản, thế bạn chỉ có mối quan hệ, thế bạn không có tiền thì bạn cũng không vào được, người ta cũng không có xử lý cho bạn. Thế bạn chỉ có tiền, bạn không có mối quan hệ thì bạn không đi đúng cửa, thì lại đôi khi tốn rất nhiều tiền. Đấy. Bạn vừa có tiền, bạn vừa có quan hệ, nhưng mà bạn không có kiến thức là cái thứ ba. Thì ví dụ người ta bảo với bạn là cái này nó phải hết 10 đồng đấy, thế bạn có kiến thức bỏ đâu anh? Theo cái bản khung của nhà nước ấy, thì nó chỉ hết có 3 đồng thôi chứ. Mà em còn biết cái công ty A, công ty B làm hết có 3 đồng thôi. Thì bạn có kiến thức thì người ta không lừa dối bạn được. Đấy. Nên là một số bạn thì tôi khuyến khích bạn là cuối cùng bạn có 3 cái kiến thức, 3 chữ K, kiến thức, kinh nghiệm, khoản tiền dư dồi dào và những mối quan hệ chất lượng. Thế thì tôi chúc cho gần 100 anh em, các bạn đang xem video, xem cái buổi học ngày hôm nay, thì chúc cho tất cả các bạn có những cái thành công mới, những thành quả mới, gọi là có cái sự đột phá trong năm nay. Từ bây giờ đến cuối năm còn 3 tháng nữa, thì câu hỏi là mục tiêu của bạn là gì? Đấy. Thì tôi chúc bạn là hoàn thành tất cả những mục tiêu đó. Xin chào và hẹn gặp lại. Thì tôi nhắc lại một lần nữa là bạn chưa đi học lớp cơ bản 3 ngày thì bạn phải vào hội thảo nick.com. Đấy. Hội thảo nick.com. Còn nếu mà bạn chưa đã từng đi học lớp cơ bản rồi thì bạn cần học lớp môi giới hoặc lớp đầu tư. Đấy. Vì bạn đang tới hạn về mặt nhận thức, là cái số 1, cái số 2, bạn cần những mối quan hệ mới, những thông tin mới và những chiến lược mới. Thì tôi chúc bạn gặp nhiều may mắn. Cái số hotline bạn có thể là gọi ở phía dưới. Đấy. Thì kiến thức đến đâu tiền đến đấy, và đầu tư vào trí tuệ, đầu tư vào cái này thì mới là 1 đồng ăn 100 đồng. Và đầu tư vào mối quan hệ, tôi chia sẻ bạn tại sao tôi được phân phối độc quyền 270 hecta, là vì tôi đã xây dựng cái mối quan hệ đấy 3 năm rồi các bạn ạ. 3 năm để đầu tư vào mối quan hệ thì nó mới gọi là 1 đồng ăn 100 đồng. Thì tôi khuyến khích bạn đầu tư vào trí tuệ, đầu tư vào mối quan hệ, 1 đồng ăn 100 đồng. Nên xin chúc các bạn ngủ ngon, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em. Rồi, xin chào ạ.